mi đòi mi yeah. Tao mày đưa tao đòi mày cho nổi đều nè, cho mày miếng ớt nhanh Vũ được hết, cho miếng hành nha, không ăn cá, ăn cá đâu nó trật vị không đâu, không trật vị mất vị. Một coi em luôn đậu chưa trời ơi đau quá không anh cố ý như vậy á, khô quá mà nhìn không. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog vào lúc 2:30 sáng nha. Hôm nay chúng tiết mục kể chuyện đêm khuya các bạn. Bây giờ là 2:30 sáng, mình với vợ mình lên trên đường quốc lộ này để mình đang đón chiếc xe chính nghĩa, mình nhận kiện hàng cho thằng em mình Tỉnh Hải ở Đắk Lắk, nó gửi một con cá tầm về để quay clip các bạn ơi. Thì sáng nay anh em mình sẽ đập hộp con cá tầm cho các bạn xem nha. Bây giờ đang chờ chiếc xe hơi lâu xíu các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành đập hộp con cá tầm này thử ra sao nha anh em. Khui hộp giống giống khui hộp iPhone 11 iPhone 3 Max. Bữa trước anh em mình cũng có làm cá tầm rồi mà con cá hơi nhỏ. Bữa nay anh em mình quyết định làm một con bự hơn thử ra sao. Bự ha. Bự sao? Chắc ha. Nhìn coi nè, để nên coi nè. Sao cái miếng có trái dầu nó chạy ra mất tiêu đâu. Một miếng nó nào mất tiêu hả? Nó biểu nó gỡ một lát 3 kg có trái dầu nữa mà. Cái gì? Có trái dầu. Trái dầu ấy. Cá nó ngon không? Nghĩ sao có hàng VIP mà. Bao nhiêu tiền ký mà VIP? Triệu 2. Triệu 2 một ký nha. Cá trái dầu á. Phải không? Cá trái dầu là có gì? Cá trái dầu bạn biết. Tao cũng chưa biết cá trái dầu luôn. Cá trái dầu nó khác còn cá trái nó khác. Thôi để lên mạng search, lên Google search cá trái dầu đúng không? Mình nói tóm lại là bây giờ đâu mất tiêu đây. Không biết. Hay nó tan bốc khói đâu? Hay nó tan trong đá rồi hả? Dạ nó bốc khói nó tan rồi. Có là bằng dầu không? Nửa bổ dầm gì nó bốc nó tan cái gì. Mà thôi kệ nó có cái này rồi tính để sao cái miếng kia mấy triệu bạc mà phải dàn xếp lại chứ sao mà. Để hỏi Lan Hải thử. Nếu như nó về dòng cá, con cá mà mình thích ăn nhất có thể là con cá tầm nè các bạn ơi. Con cá này ăn cực ngon, bữa trước mình ăn một lần rồi, cực là ngon luôn. Hôm nay anh em mình sẽ làm theo kiểu 3 món. Hàng Toàn khúc đầu, hàng Vũ khúc mình khúc đuôi. Anh em muốn chế biến kiểu nào thì chế biến để ăn cho các bạn biết nha. Thời gian chờ đợi hai đứa nó làm con cá. Làm con cá này thì mình sẽ giới thiệu các bạn là mình hay sử dụng cái sản phẩm thảo dược tăng cân tăng cơ đẹp da các bạn ơi. Mình hay dùng. Dạo này anh em nói mình mập má phệ là do mình hay dùng sản phẩm đó các bạn. Anh em nào ốm ốm á, gầy gầy á, giống giống y mình, em mua về sử dụng thử như thế nào nha các bạn. Cái link mua hàng mình để dưới phần bình luận á, anh em kích vào đó Facebook hàng Zalo anh em mua thì đặt hàng đấy nha. Nguyễn ông ốm rồi trời, ông mập luôn nè. Ê tôi mà cái đầu tôi mà ăn đầu chưa đều. Vũ là cái mình nha, Vũ là bự ăn cái mình đi, gà đi gà ngắn như nè. À thục thục cái gà lại chút thấy nhân thục thục bà rử ơi, bà rử có chi bà rử cái này bỏ cái xương mà đau tính đâu bé 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 là cái này đi gắm vô cái. Cắm ngược lại chứ. Mày bỏ, coi bỏ cho Toàn chỗ đây. Đây chỗ đây. Thì giữ im đấy chưa. Đi, đâu cái sơ đâu. Bánh bi gan già sao bình thường đo cá gan ngắn nha. Đâu, ông Vũ gan lên nữa. Quân giãn hết con tàn ra luôn hả? Giãn, anh giãn, anh giãn. Đạo nó trùng trùng. Cô lê lại đi. Giãn, anh giãn dữ rồi. Vậy? Cái gì? Xuống đằng xíu sao? Đúng gan rồi. Thấy chưa? Đây đúng không? Đúng dấu chưa? Đúng dấu chưa? Ừ. Hai rồi xin nhé. Ê, thôi thôi thôi. Ở quê mình người quê tập lấy mình hái rồi mình xin xe cũng được không sao đó. Không có con mượn ở nhà hay không? Bán gà xong xin xe hả? Bán gà xong xin xe hả? Có không Toàn? Có, quá trời luôn. Toàn sao nó biết cái này có mi hay trời? Bố đi, nó đi ngang qua đường. Đâu? Trời bó tà lại đang luôn. Biết kìa. Trời hòa được không? món ăn người trèo chứ. Chà biểu, chà biểu làm nanh rồi món mi cho phức tạp vậy trời. Đi thông. Ê, coi. Từ, đợi đi Vũ. Chạy đi nó Vũ. Đù kìa. Đi không Tông? Áo. Mi non không vậy hả? Toàn hồi thấy giống con cụi vậy Vũ. Mày nuốt miếng mày. Cần chế mắm đường không? Uống toàn mi để mà làm chế mắm đường ấy. Vừa nói chẳng miếng các bạn ơi. Cho đái không? Cho đái. Cho đâu? Đi làm gì? Dở toàn liền liền anh Vũ trái thử review cho anh em xem ơi. Toàn ăn dơ với mình phủi nè. Đây là mắm đường chắc vô. Ăn mùa mùa hè á. Ăn ruốc á.
trở về tuổi thơ ấy, rút ngọt mắm đường hả? Nhớp nhớm nhưng răng lên luôn. Cát cơn. Cát cơn à, đây đúng cát cơn à. Chua. Ôi, mắm. Căng ra về này. Ôi, lên vô chơi thường đám gì rồi. Con con. Dạ. Chưa đưa luôn em. Để tao làm lái cái cần con. Ba đang giả, ba nhổ mấy răng giả ba lên á. Tụi mày nghe. Một cái như một chi ông ký. Được đen to. Ờ mi. Ừ, thấy an toàn kìa. Thấy an toàn, an toàn. Được thấy an toàn. Mi, an toàn, Mi. Đâu mày đưa tao an toàn. Để gì quay phim. Tôi làm món hấp các bạn. Vũ món hấp. Hấp đầu hành. Nhờ bổ vô son này thôi. Giờ vậy thành tiêu cõi. Còn nấu mi hả? À? Nấu trái mi luôn. Trái mi luôn hả? Chứ sao? Độc lạ chưa? Nấu đặc biệt là mi không? Không đây, có gì hả? Món này đã từng ai làm chưa? Mày toàn tự sáng chế đó. Trời thấy không biết. Ủa này mi hai lưu khủ sao còn mấy trái hả? Nhỏ này giấy được còn nhiều đấy nó giấy. Thì mà bảo toàn được nhiều đấy không? Bảo toàn tính mạng nữa chứ. Không nó giết luôn. Còn hai đây làm đây là nó làm trước mình món mình nhanh. Mình ấp chảo đây. Mình làm sao từ từ. Mình ăn cái đuôi thôi các bạn ơi. Để xem anh em mình review cái món cá tầm đủ các món luôn này. Còn nhanh đúng không? Đó. Còn nấu lẩu mi nha các bạn. Vũ hấp đầu hành. Đó, đa cho cái cá đi. Cái đầu cái miệng nó giống như cá lồng kiến không? Cái son của mi hơi nhỏ so với cái số lượng cá. Mi không hộp luôn mày ơi. Vậy mi nấu mi ngon bỏ mi trước cho nó ra cái độ chua đi. Còn để dành mấy trái cho vợ anh không? Không mà ăn chi mà công tê rang rồi bỏ cơm bỏ nước nữa. Tôi nhìn toàn ngon quá. Tôi bỏ ớt rồi Nguyễn. Thêm ớt nữa hả? Thêm ớt vô cho nó ăn thêm hả? Đủ độ. Bây giờ tới lượt mình nha các bạn. Mình làm cái đuôi. Lót cái gai xuống để cho nó có hơi vô nó mới chín được. Đuôi ăn mập luôn á chứ giỡn thôi nha. Đuôi ăn mập không? Mập luôn. Dạ đang giảm cân mà. Mình sẽ nướng là phong cách nướng sạch tế nha. Đó, đây lại. Ôi mời cả nhà nha, chín rồi mấy bạn ơi. Cho toàn toàn đang thưởng thức trước. Mấy nay bỏ thêm lá vàng cho nó tạo thêm độ chua nữa nha mấy bạn. Lá vàng nữa hả? Chứ sao? Ông Vũ, lá chán ông Vũ, Vũ. Lá chán đây. Người ốm rồi còn ăn chua. Lá chán múc cho thưởng thức em Vũ. Để cái miệng nó sạch, mình ăn cái món của mình. Ê, với dạo này miệng dơ sao? Không ăn cái đấy vô là nó mất vị, mất vị. Liền. Đúng rồi, Vũ cũng kỹ. Ảnh hưởng vị. Kỹ tính như vô này khúc cá anh bự quá mấy toàn. Sao? Chiêu đều tôi. Ê, tôi gan tôi chia đều đàng hoàng mỗi người. Mời cả nhà nha. Ồ, qua miếng cá mấy bạn ơi. Thử con cá này đúng bạn không? Ừ. Công tình 2 giờ sáng từ Đắk Lắk gửi về 2 giờ sáng lên lấy các bạn. Ồ, mời cả nhà nha. Chúng em đã. Gì trời? Coi thử. Coi hả? Trời. Bóc thử. Bóc thử mà bóc lụm hay vô. Bóc lụm phải không? Cái món của mình từ từ nha các bạn. Nấu ngon kìa. Đúng không? Ngon. Mi đầu đã vàng nó chua 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 mà cá nó có độ dai ngọt lắm. Tin không hả? Cũng không tin lắm đâu. Oh. Mình ăn mới tin. Ăn đúng không ăn đâu trời sạch miệng xíu ăn cái món mình review thật sự luôn. Không, món này mà xin chịu ngon lắm nghe ơi. Nước này. Món này mệt lắm á nha. Nó vàng mi đầu ra nó hòa lẫn chua 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 biết chừng nào, biết chừng nào cho xin nha. Cái mi cái vị chua nó ngon lắm. Dễ chịu lắm. Hòa quyện mi với ấy hả? Ừ. Cái nước này mình nhậu xỉn húp cái nó phỉ liền không toàn. Phỉ luôn á. Thôi để tôi thả lại xuống tôi review lại thêm cái đầu nữa chứ thời gian có hạn mà con chờ đó. Vũ buồn buồn nãy giờ đâu á. Miễn thấy tôi ăn cách giống không cách Dubai không? Đậu chán hả? Đậu chán. Đâu có Dubai đâu ở quê em được ăn đậu chán hoài mà. Sao? Cần gì phải Dubai em. Ừ, cái đầu bự quá sao bỏ chán dừa lại chứ. Vậy mới ngon chứ. Từ không. Toàn cái gan đâu toàn? Gan cái gan con cá cái gan con nhất cái nha toàn. Đó, vô. Cấp độ chỗ toàn đang ăn đến tới lượt mình. Đây. Đến tới lượt hả? Chị sao? Đây vô. Rồi phụ giùm miếng đi. Sụt cái con cá này mà múc đâu đã luôn hả? Ờ. Thử miếng cho. Ồ dính tè. Dính đi. Ồ dở. Dở.
Dạ dạ, anh kêu dạ. Ô con, sụn không mấy? Cái đây cái sụn này. Cái má chắc ngon nhất này nào. Ồ rong 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 nha. Ồ. Đang để nha chi đầy chim cò mới về rồi, sụn bè ngàn qua rồi. Sợ xuống rồi. Ồ. Viền đói thèm. Cá này bạn, cá này cá sụn mà. Không có xương cái sụn mà, đâu có xương gì đâu. Ăn được hết luôn phải không? Có đâu xương không? Sụn mà. Xương xương sụn chứ sao có đâu xương. Bác bị dữ nào ha? Bị. Anh đang đói bụng sao không hiểu ơi. Ừ. Wow. Con gì một xương hết trơn có. Ừm. Công nhận luôn á. Hút miếng nước nữa. Wow. Đúng màu luôn. Dụ. Khui. Trời. Ngon trời. Trời. Đỏ đỏ xanh xanh chứ. Cho ký không? Ký chứ tôi đâu có ham ăn đâu trời, mà có bị sợ có bị mất vị không? Không hiểu. Wow. Ồ miếng có nè. Nhìn giống cái đuối nè. Ớt nè. Em dỡ lên cái nó bay mùi thơm lên nó vô. Hấp này không. Nó rớt cái sụn ra vậy nè. Cái đây mới ngon vô rồi. Rồi mới mới là có. Ủa, cái thằng nào có nó mà cái sụn kỳ vậy ta. Cái cộng ngay thân sống nó á. Cộng nó ngon lắm. Làm liền cho nắm vô. Còn ồ, mở cái giò nha. Đó ơi. Vòng 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 chặt đi. Em như là em cái súng quân. Súng súng bò. Ê súng heo chứ. Mô tả thực tế quá ha. Cái đây mà Vũ máy bỏ thêm chút lá vàng nữa ngon nè. Này bỏ lá vàng bỏ vô. Súng con heo. Ừ. Món toàn là chuối cái nước ra, cái nước nó ngọt cái nước cái toàn. Nước đúng ngon luôn. Ừ. Nó hết ra nó nước rồi chắc dinh dưỡng nó ra hết nước rồi. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Rồi thấy ăn gầy mới giống cái kiểu đồ bài. Bánh tráng mềm rồi Vũ, nhanh lên cho nó mềm. Nhúng nín thở rồi nó không dính đâu. À nhúng nín thở là nó không dính à. Nín thở ơi. Gớm mày. Ừ, ổ reo vô. Bài bán ha anh em. Nó bài bán không? Thơm cái mùi Vũ nằm thơm đấy. Bỏ miếng chờ miếng có chà cũng thèm nha anh em, mình ngồi đây mình rất là thèm luôn á. Anh em xem clip không biết có thèm không biết nha. Không hấp cái kiểu giờ là nó giữ cái nước lại nè. Cái bụng con cá cái bụng béo lắm, bụng nó có mỡ dần dần đã không Vũ ơi. Nó hòa hiện ê chỗ đây dính cái quay chút xíu nó mới cổ rồi. Ừ. Ăn lâu anh em là phải cẩn thận nha các bạn. Ừ. Đừng có hấp tấp tại vì có khi mình nó mát xương mát đồ là mà cái cuốn hàng con bự mà ông sợ gì nó mát cổ đâu có cản được đâu. Vô gẹp gai ngược thôi nó lột liền với cuốn hàng bự mà cái này xi nhè đâu. Hàng bự thôi mày vô ha. Cuốn sao trời, cuốn sao trời. Cái nước đây cũng ngọt kể vậy Vũ. Sao thì anh nghĩ là cái nước đây ngọt lắm nè. Ồ nước đây thôi khỏi nói đi. Ồ, đúng đã luôn Vũ. Ừ. Mà có nhò nha, cây gậy của cây gậy Trường Sơn á, cây gậy của ông một không ấy Lục Tiểu Linh Đồng. Sụt nó dở. Dở như đang ngồi coi mà chảy miếng. Mình đang quay clip mình chảy miếng thiệt sự luôn anh em ơi. Chảy sao không chảy được. Lạ kỳ chứ. Tiếng Anh sử dụng tiếng Anh thôi. Chứ lúc mà mày khó nói là tao biết mày đang muốn tiếng Anh rồi. Quýnh đồ phiêu hay quýnh đồ phọt. Hà từ mấy. Quýnh đồ phọt. Đây là quýnh đồ phọt á. Tiếng Anh mấy từ quần hoài vô quần hoài. Thiếu một từ đó, từ gì? Good good. Good 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 good. Anh được 3 từ á. Có là ngon. Cái này cũng già đúng không? Có lấy không? Da mà béo. Mình ăn có không á. Rồi đó. Có thịt nó dài dài mà béo béo. Mình ăn chung với rau á. Ngon lắm. Ừ. Hai cái nó kết hợp vô. Như rau sống là nó sinh ra để kết hợp với cái món có hấp đây nè. Ừ. Với lại nước mắm chấm chua ngọt đây. Mắm chấm chua ngọt. Còn cái đây nó sinh ra là nó đi với nhau. Chẳng mắm hấp dẫn không. Nước mắm này để sinh ra để chấm cả tầm á. Ừ. Là cá vụ. Vũ hấp cái nước này ngon đâu Vũ, em hấp thử anh thấy anh nghĩ nó ngon đâu á, em thử coi. Wow. Không nói nên lời hả? Cái đây là cái đây là người chồng, cái đây là người vợ. Ừ. Đây là hai đứa con. À, kết hợp lẫn nhau. Kết hợp. Đúng rồi. Vũ cho miếng mà nói nha Vũ. Được không? Được. Mà sao ông nín thở mà nó dính nhà ông Vũ? Dính. Ừ? Nín thở nhúng nín thở mà sao nó dính vậy? À, nín chưa kỹ. Nín chưa kỹ. Chừng nào tét thở. Đồ đừng nói bức ra làng chấm với mày. Không, bây giờ người ta chữ á. Quýnh là phọt ấy. Người ta quýnh là phọt. Tao nuốt miếng cái ực liền mày, nuốt vô tao nuốt cái miếng cái ực liền á. Không có gì mà tỏ nổi bằng cái nỗi đeo nè. Cho miếng ớt nha Vũ. Được hết. Còn miếng hành nha. Không ăn cá, ăn cá đâu nó trật dị không đâu. Không, trật dị, mất dị. Chấm nước nè con. Nước Vũ á, nước này. Biết vậy mà nè, tao để máy trái mì, tao cuốn trái mì nữa. Nước son này toàn, nước son mới ngon nè. Hấp thử miếng nước đi. Vô cuối đây là gì? Ông review cho anh em nghe được luôn đi. Chứ tôi review sợ anh em không tin. Quánh đầu phiêu. Ngon. Ngon ha. Ừ.
mình không dám ăn, ăn sợ nó mất vị. Tại vì nó an toàn ăn trước thì nó ăn sao được, chứ mình chưa ăn phải từ từ chứ không mất vị. Ớt cũng thấm ghê ông Vũ à. Ớt cũng thấm. Ớt thấm ghê á. Ớt ngon luôn à. Ngọt không? Thấm đều cho vị. Thấm cái vị ngon. Anh em ơi, nói thiệt thấy tụi nó ăn mà mình rớt nước miếng ực ực luôn á, nuốt ực ực luôn, không biết anh em xem mình có bị sao không, chứ mình nuốt ực ực luôn. Đã lắm. Anh em thấy món ăn anh em mình ngon không? Ráng thứ bảy tuần này nè, thứ bảy này chuẩn bị mấy ngày nữa tới thứ bảy, sáng 8 giờ anh em rảnh muốn giao lưu nên mình tới, anh em mình tập trung mình quẩy một bữa lớn luôn nha anh em. Anh em chào đón tất cả mọi người tới chơi anh em mình, cứ tới là vui rồi nha anh em. Bị tới lượt mình nha, đói bụng quá rồi, thấy đồ ăn cũng thèm. Để thử nó ra sao nha các bạn. Một. Quá. Trời ơi luôn. Đậu chưa? Trời ơi. Trời ơi. Trời đau quá không? Anh cố ý như vậy á. Khô quá mà. Nhìn không? Do hồi nãy anh quên. Phải lót cái tàu lá chuối đây này nè, mà nãy anh vội quá anh đẩy lên. Không sao không sao. Tại vì cô là ăn nước á. Anh em qua công căng nó rút ra luôn à, làm sao nhưng ăn được cái da thôi toàn. Tại nãy định mình tủ một cái lớp lá chuối này nè các bạn, mà nãy vội quá đậy lên tao vô mát cho mát nén quá. Wow. Anh em con canh đi, con cá có sự răng à. Giòn giòn đúng không? Ừ, rút nước lại sao cái giống cục than giống miếng đâu, mình nướng nghệ thuật là một bên nó dậy một bên dậy, nó chín bên đây á. Ăn một bên mà có này mát không, bắt phê luôn. Muốn ăn mà cũng giống muốn ăn miếng mà nhìn thấy miếng có anh quên đi mày cả nhà chưa, ngon quá, đói bụng quá nên thông cảm. Anh để con xíu nữa là khỏi ăn luôn à, chờ nó bay lâu quá nè, vừa ăn lâu lâu một chút nữa. Cầm găng nó riết nó ra bữa sau quái à, ngon mén cá nó ngọt, cái da nó ngon mà dưa nó ít nữa. Miếng sụn mà, nhưng mà thịt nó xốp đều, nó không có bị bún nha, cá nhiều thịt mình dạ không bị bún. Có này thịt nó sang, anh như tự tập kim nhé. Đúng rồi, đúng là tiền nào của nấy mà. Đáng không tiền bát gạo à. Nó cái mùi thơm kỳ lạ ghê. Bữa đầu mà vô nhà hàng thử việc mà nấu kiểu dài thâu, xách gói đi luôn, đừng nói một tiếng nào nha. Anh em ơi, anh em thấy nào, anh em nào thấy món mình ngon, like mình một cái ủng hộ mình nha anh em, buồn quá. Chắc cái món tôi Dung Vũ like nhiều hơn đúng không? Đây mà ảnh đầu bếp chính ở trong nhà hàng nha, vô mở cửa cái lò vi xéo rồi cái thấy dài cái bỏ đi luôn, thì nó vô sách đâu đi, trốn trốn lẳng lẳng đi luôn nhá, vô bộ cầm đầu đi giặt ủi luôn, để im có đấy không, cầm quần áo cái đi giặt ủi, vô trong phòng á sách đồ đi một hai rồi, ngon quá Vũ, ngon quá, mình phải cắt clip này anh em, clip dài quá, đầu khi anh em coi nhà mà ngon cực kỳ, khó mà tả lắm, anh em cứ mua một con đi rồi ăn là biết ngon cực, chào anh em nha. Cảm ơn rất nhiều nha, hẹn em thứ bảy tới quẩy anh em một bữa nha, banh nhau lòng luôn. Chào anh em á. Anh em like ủng hộ nhiều nhiều vô cho anh em đọc làm những món lạ lạ hơn nữa cho anh em xem. À, món này ngon đúng không? Đúng ngon. Ngon không? Có ngon. Cá nó dài. Cái mắm này cực ngon đó. Vũ làm cái mắm đúng bài luôn. Cá nó có độ dài mà cái thịt nó ngọt. Này, hồi nãy anh úp sơ á, nó lạc chấm thêm mắm vô nữa ngọt.